Với mong muốn chung tay cùng người dân phòng chống các dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, công ty nước sạch Ngọc Tuấn đã triển khai nhiều biện pháp để tạo điều kiện cho các hộ dân khó khăn sớm được sử dụng nước sạch. Công ty nước sạch Ngọc Tuấn có nhà máy ở huyện Kim Động, hiện đang phục vụ cho gần 10.000 khách hàng trên địa bàn hai huyện Kim Động, ân Thi và thị xã Mỹ Hảo. Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn áp dụng công nghệ xử lý lọc nước đa cấp của Israel với chất liệu lọc mới sinh học tự tái tạo vật liệu lọc kết hợp với đá tạch anh giúp cho lượng nước thành phẩm luôn đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV và dịch bệnh trên gia súc gia cầm, Công ty nước sạch Ngọc Tuấn đã triển khai chương trình khuyến mại để có ngày càng nhiều hơn nữa các hộ dân được sử dụng nước sạch. Cụ thể từ ngày 15 tháng 2 năm 2020, khi khách hàng đăng ký đấu nối cụm đồng hồ ở khu vực giá 4.100.000 đồng chỉ cần trả trước 2.100.000 đồng với khách hàng đăng ký đấu nối ở khu vực giá 3 triệu 500 nghìn đồng, chỉ cần trả trước 1 triệu 500 nghìn đồng, khách hàng được nợ lại 2 triệu đồng và hoàn tất trả góp trong kỳ hạn 4 tháng.